Vòng quay game thủ với nhiều vật phẩm cực hiếm đã chính thức ra mắt tại Free Fire. Hot chưa, hot chưa? Hôm nay hãy cùng ông giáo Hùng Cam chơi thử vòng quay game thủ thôi nhá. Khi truy cập vào vòng quay game thủ, bạn sẽ thấy giao diện của sự kiện hiện ra. Nhấn vào nút quay một vòng với giá 19 kim cương hoặc nút quay 5 vòng với giá chỉ 79 kim cương. Đặc biệt ở lượt quay đầu tiên, bạn sẽ nhận được khuyến mãi 50%, chỉ còn 9 kim cương một lượt quay mà thôi. Sau khi quay, bạn có thể nhận được đồ ngẫu nhiên ở vòng quay. Nhấn xác nhận để đưa đồ vào trong túi game thủ của vòng quay. Nhấn vào túi đồ trong vòng quay để xem các vật phẩm đã nhận được. Có hai cách để bạn sử dụng vật phẩm trong túi. Cách 1, trực tiếp chuyển vật phẩm về tủ đồ cá nhân của mình. Cách này giúp bạn sở hữu ngay lập tức vật phẩm đã quay được từ vòng quay. Cách 2, đổi các vật phẩm thành huy hiệu đổi thưởng bằng cách nhấn chọn nhận huy hiệu. Sau khi quy đổi các vật phẩm, kích vào quy đổi để nhận huy hiệu, để đổi các vật phẩm bạn quay được thành huy hiệu đổi thưởng. Vậy huy hiệu quy đổi này để làm gì? Khi nhận được huy hiệu quy đổi trong túi của bạn, có thể đổi các vật phẩm hiếm trong cửa hàng quy đổi. Quay trở lại giao diện của vòng quay và truy cập vào cửa hàng quy đổi. Ở đây có rất nhiều phần quà cực hot tha hồ mà lựa chọn. Tích đủ số huy hiệu và đổi ngay vật phẩm yêu thích ngay thôi. Chơi ngay vòng quay game thủ để nhận ngay gói trang phục game thủ chuyên nghiệp cực hiếm và nhiều phần quà cực kỳ giá trị khác nữa. Quẩy ngay, quẩy ngay. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.